những kiến thức sách giáo khoa luôn dạy chúng ta rằng trái đất mà chúng ta đang sống có nhiều lớp như thế này. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu thực tế hoàn toàn khác biệt với những lý thuyết mà chúng ta đã được học? Nhưng những điều chúng ta biết về trái đất mà mình đang sống có lẽ còn quá hạn hẹp. Chúng ta khao khát thu thập những nguồn dữ liệu về các bí ẩn bên ngoài không gian, trong khi vẫn chưa có câu trả lời chính xác về việc trái đất là một khối rắn hay rỗng. Các nền văn hóa trên khắp thế giới có những huyền thoại về một vương quốc bí ẩn nằm dưới lòng đất. Vương quốc đó tách biệt về thế giới hiện đại lẫn cổ đại. Những người dân của họ giấu mình khỏi ánh sáng mặt trời lẫn sự thô bạo của những con người nguyên thủy. Trong suốt dòng chảy của lịch sử, họ sở hữu một nền văn hóa phát triển mạnh mẽ ở một không gian rộng lớn trong lõi trái đất. Rất nhiều người tò mò về nền văn minh đó, bởi những bí ẩn chẳng khác gì thỏi nam châm thu hút sự chú ý của con người. Những kiến thức cổ xưa có thể bị lãng quên trong dòng chảy của thời gian, nhưng sự tồn tại của một nền văn minh với những công nghệ tiên tiến sẽ vẫn còn đó chờ đợi sự khám phá của con người. Nơi mà chúng tôi đang nhắc đến chính là thành phố dưới lòng đất Agartha. Liệu có thực sự có một nơi hiện đại và tiên tiến như vậy ẩn trong lõi của trái đất hay không? Hãy cùng tìm kiếm câu trả lời trong video ngày hôm nay của chúng tôi với tựa đề Bí ẩn Agartha, nền văn minh ẩn mình dưới lớp vỏ trái đất. Trước khi thưởng thức nội dung chính, hãy nhanh tay ủng hộ những người sản xuất ra video này bằng cách nhấn like và đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn đã lựa chọn đồng hành cùng Vũ trụ Nguyên Thủy trong buổi tối hôm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Các nhà thám hiểm luôn tin rằng Agartha là một địa điểm hoàn toàn có thật trên thực tế. Những giả thuyết cho rằng trái đất của chúng ta là một chiếc vỏ rỗng đã tồn tại suốt hàng nghìn năm trong những câu chuyện của các nền văn minh cổ xưa. Gần như mọi xã hội cổ đại đều có những câu chuyện về một thế giới dưới lòng đất, nơi mà các loài sinh vật có sức mạnh phi thường sinh sống. Agartha có thể chỉ là một tên gọi trong hàng chục cái tên khác nhau về một vương quốc rộng lớn, với hàng triệu dân đang sinh sống được nhắc đến trong những truyền thuyết cổ xưa. Nơi đó được kết nối trực tiếp với bề mặt trái đất bằng một đường hầm rộng lớn. Các tôn giáo ở Ấn Độ có nhắc đến một nơi được gọi là Patala, nghĩa là nơi nằm dưới đất. Nơi đây được mô tả là một vùng đất xinh đẹp với nhiều ngọn đồi và dòng sông xanh mướt. Nhiều người tin rằng đó chính là vườn địa đàng thực thụ, nơi mà Adam và Eva đã từng sinh sống. Vì ăn phải trái cấm, Chúa đã quyết định đuổi hai người lên bề mặt của trái đất. Trong những văn bản cổ xưa của nền văn minh Maya, thế giới ngầm mang tên Sibanba đã không ít lần được nhắc đến. Đó là nền văn minh được tạo ra bởi hai người anh em sinh đôi. Sau đó, họ lên mặt đất để sinh sống. Trong văn hóa của người Aztec, họ đã sống trong 7 hang động dưới lòng đất trước khi lên sống ở bề mặt trái đất. Và các nhà nghiên cứu đang không ngừng tìm kiếm 7 hang động này. Nền văn minh dưới lòng đất cũng không ít lần xuất hiện trong những truyền thuyết của người Mỹ bản địa hay người châu Phi. Sự tương đồng của những câu chuyện này đó là đều nhắc đến những nền văn minh tiên tiến bên dưới lòng đất, tách biệt hoàn toàn với đời sống con người. Người Sumer gọi nó là Ker, nơi linh hồn của những người chết ngự trị. Chốn ảm đạm đó là những hang động tối tăm, lạnh lẽo nằm sâu dưới lòng đất, được cai trị bởi nữ thần Ereshkigal. Trong văn hóa của người Sumer, đó là phiên bản bóng tối của mặt đất mà họ đang sinh sống, và loại thức ăn duy nhất ở đó là bụi đất. Người Babylon cũng có một phiên bản bóng tối tương tự trong văn hóa được gọi là Ikala. Những nền văn hóa xa xôi có lẽ sẽ khá thách thức đối với trí tưởng tượng của con người. Nhưng văn minh Trung Hoa thì lại khác. Sự kề cận về địa lý cùng với những va chạm trong lịch sử có lẽ đã khiến cho nền văn minh Trung Hoa trở nên gần gũi với chúng ta hơn. Nói một cách dễ hiểu, Ker hay Ikala chính là địa ngục trong văn hóa Trung Hoa. Đó là nơi mà Diêm Vương cùng các vị thần ngự trị. Họ cai quản việc sống chết trên mặt đất. Và cuộc sống địa ngục về cơ bản khá tương đồng với mặt đất. Trong hầu khắp các nền văn minh lớn nhỏ trải rộng trên lục địa của chúng ta từ thời xa xưa, những truyền thuyết về thế giới trong lòng đất luôn có chỗ đứng nhất định. Rõ ràng đó chẳng phải là những điều trùng hợp ngẫu nhiên.
trong những ngày xa xôi của lịch sử nhân loại. Sự cách biệt của khoảng cách địa lý là điều cản trở duy nhất cho sự giao thoa của những nền văn minh. Vậy chẳng lẽ những thế giới dưới lòng đất thực sự đang tồn tại hay sao? Trước khi địa ngục trở thành một khái niệm gây ra sợ hãi đối với con người, đó là nơi mà những vị thần ngự trị. Họ tạo ra những công nghệ tiên tiến, thúc đẩy sự phát triển của nền văn minh loài người thời nguyên thủy. Giống như huyền thoại về trận đại hồng thủy lịch sử, truyền thuyết về nền văn minh dưới lòng đất cũng lặp đi lặp lại như vậy trong nhiều nền văn minh. Câu chuyện về Agatha cần những bằng chứng và nhân chứng cụ thể để khiến chúng ta tin tưởng. Và may mắn thay, những nhà nghiên cứu đã có cả hai điều đó. Đây là nhà tâm linh người Thụy Điển tên là Mariana Stejana. Bà tuyên bố rằng bà đã tiếp xúc với một người Agatha thông qua thiền định. Nghe có vẻ thật vô lý, nhưng sự tiếp xúc này thậm chí còn được Mariana Stejana chuyển thể thành sách. Người Agatha này đã nói cho bà biết về hình dáng của thế giới trong tâm trái đất. Người Agatha này tên là Tim. Anh ta vốn là người ở bề mặt trái đất, là người Mỹ sinh sống ở Seattle trong những năm 60 của thế kỷ 20. Một ngày nọ khi đang vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, một cơn sóng dữ ập đến đã khiến chiếc thuyền lật úp. Tim đã rơi xuống nước. Cũng không biết đã qua bao lâu, anh mơ hồ cảm thấy dường như có người kéo mình lên một con thuyền. Con thuyền dường như còn đi xuyên qua một đường hầm lờ mờ ánh đèn, cuối cùng đậu ở một cảng nhỏ. Đến khi Tim hoàn toàn tỉnh lại, anh thấy rằng hết thảy mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, vì kiến trúc các tòa nhà ở đó anh chưa từng nhìn thấy. Các ngôi nhà đều là hình tròn, hơn nữa còn không có mái. Vật liệu xây dựng nhà trông giống như đá cẩm thạch, còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Loại ánh sáng này vừa không giống ánh sáng mặt trời, vừa không giống ánh đèn, là một loại ánh sáng rất dịu nhẹ. Đường phố đều màu vàng kim, phía xa còn có cung điện cao lớn. Tim cảm thấy quá kỳ lạ. Người bên cạnh anh còn nói với anh, nơi đây chính là thế giới Agatha trong lõi trái đất. Lúc này Tim mới nhận ra, ân nhân cứu mình là một người đàn ông trông rất thiện lương. Ông ấy có một mái tóc trắng dài, trên người mặc một trường bào giống thời Trung Cổ. Tim lắp bắp cảm ơn người đàn ông đó và bày tỏ hy vọng ông mau chóng đưa anh trở về Seattle, bởi ở đó anh còn có gia đình mình. Người đàn ông tóc trắng đồng ý, nhưng cũng hy vọng Tim có thể nói cho người trên mặt đất biết rằng lục địa Agatha là thật, không phải là lời đồn đại. Tim lập tức đồng ý. Người đàn ông đó còn đưa cho Tim một cái còi, nói rằng nếu như anh muốn đến thế giới trong lõi trái đất, thì hãy thổi vào chiếc còi này. Con người trên mặt đất sẽ không thể nghe thấy tiếng còi, nhưng những người trong thế giới lòng đất sẽ nghe thấy. Họ sẽ phái người đến đón Tim. Còn nói rằng, nếu như Tim có thể đưa người vào thế giới trong lõi trái đất, yêu cầu duy nhất là người đó phải tin rằng Agatha có tồn tại. Sau đó, Tim được đưa tới trước cửa một con đường hầm rất dài. Đến khi anh đi ra khỏi con đường hầm, thì bất ngờ phát hiện bản thân đang đứng ở dưới núi Shasta ở California. Lúc này người hàng xóm hỏi về vụ tai nạn của anh. Nghe nói toàn bộ thuyền viên đều đã tử nạn. Tại sao anh lại quay về được? Tim là người thành thực. Anh đã kể lại toàn bộ trải nghiệm của bản thân cho người hàng xóm nghe. Người hàng xóm vừa nghe Tim nói, lại nhìn ánh mắt anh, thấy rằng có gì đó bất thường, nghĩ rằng anh giống như người bệnh tâm thần. Việc Tim trở về một cách thần kỳ sau vụ tai nạn đã lan truyền khắp khu vực. Có phóng viên nghe nói về câu chuyện của Tim đã nhanh chóng tìm đến phỏng vấn, nhưng chẳng một ai tin vào lời anh nói. Tim vô cùng thất vọng và anh đột nhiên nghĩ rằng mình vẫn còn một người thân duy nhất, chính là bà nội đang sống ở Thụy Điển. Anh lập tức bay đến Thụy Điển. Bà nội nhìn thấy đứa cháu duy nhất thì vô cùng xúc động. Vốn tưởng rằng anh đã không còn trên đời, giờ đây lại xuất hiện trước mặt bà. Tim lại ngập ngừng kể lại trải nghiệm của bản thân, vừa nói vừa lo lắng quan sát biểu hiện của bà nội, lo rằng bà sẽ coi anh là kẻ điên. Kết quả là chưa đợi Tim kể hết, bà nội vừa vỗ tay vào đùi vừa lớn tiếng nói, bà tin con. Bởi vì bà nội từng là một nhà tâm linh, từng tiếp xúc được với những sinh mệnh mà người bình thường không thể nhìn thấy. Thế rồi Tim lại thông qua một phương thức đặc biệt để tiếp xúc với bà Mariana trong thiền định. Anh kể lại toàn bộ câu chuyện cho Mariana,
và bà đã viết lại toàn bộ trải nghiệm trong thiền định trong cuốn sách này. Tên của cuốn sách đó là Agatha, Thế giới trong lõi trái đất. Vậy rốt cuộc cuốn sách của bà Mariana chỉ đơn thuần là cuốn tiểu thuyết huyền ảo hay hoàn toàn có thật trên thực tế? Những bằng chứng khoa học có lẽ sẽ khiến chúng ta phải nghi ngờ và tin vào việc Agatha thực sự tồn tại. Không ít nhà nghiên cứu luôn tin tưởng vào lý thuyết trái đất rỗng. Họ luôn cho rằng lõi trái đất chính là nơi mà Agatha đang tồn tại. Và lý thuyết này thực sự trái ngược hoàn toàn với những gì mà chúng ta đã và đang được học trong sách vở. Trái đất rỗng là một tập hợp các thuyết cho rằng bên trong trái đất chứa một khoảng không trống rỗng, trở thành một đề tài thảo luận nóng hổi từ nhiều thế kỷ trước. Những hang động ngầm rộng lớn chưa từng được khám phá đã củng cố thêm lý thuyết trái đất rỗng của nhiều nhà nghiên cứu. Ý tưởng đằng sau lý thuyết này là trái đất thực sự rỗng bên trong và nó bao bọc bởi nhiều đất và nước hơn trên bề mặt, với một hệ sinh thái riêng biệt được duy trì bởi mặt trời, được biểu thị là lõi của trái đất. Vỏ trái đất dày 2.400 km là thứ ngăn cách những gì đã được mô tả là một nền văn minh riêng biệt với chúng ta sống bên ngoài lớp vỏ. Nguồn gốc của lý thuyết này được thúc đẩy bởi cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Hành trình đến trung tâm của trái đất của Jules Verne, xuất bản năm 1864. Khi cuốn sách này ngày càng trở nên phổ biến, một số người thực sự coi nó không phải là một cuốn tiểu thuyết, mà như thể nó thực sự nêu ra được những phát hiện mới. Bằng chứng đầu tiên về điều này đã được công bố vào cuối thế kỷ 19 bởi một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực địa lý. Cuốn sách có tựa đề Địa lý vật lý, được viết bởi Arnoldo de Azevedo, người viết về một thế giới bí ẩn dưới chân chúng ta, với lập luận rằng các nhà khoa học thời đó không biết gì về những gì nằm dưới lòng đất. Tác giả tiếp tục nói rằng các nhà khoa học chỉ đưa ra các lý thuyết và giả thuyết mà không có bất kỳ bằng chứng cứng rắn nào xác định độ tin cậy. Azevedo cũng đưa ra giả thuyết khoa học của riêng mình đằng sau lý thuyết này. Khi trái đất vẫn đang hình thành như một hành tinh, phần lớn trái đất chỉ là dung nham mềm, và do tốc độ ly tâm mà hành tinh tự quay quanh mình đã buộc dung nham từ trung tâm hoặc lõi của trái đất lắng xuống, do đó làm cho trái đất rỗng. Do lực ly tâm ở hai cực trái đất thấp hơn, các lỗ ở tầm rỗng cũng đã hình thành. Bạn có tin hay không? Thực tế có một phép tính hỗ trợ lý thuyết này. Tổng kích thước bề mặt hành tinh của chúng ta là 431,5 triệu km bình phương, sẽ tạo ra trọng lượng lớn hơn 6 lần so với trọng lượng thực của trái đất, là 5,972 x 10 mũ 24 kg. Điều này có nghĩa là trái đất có thể rỗng. Lý thuyết này thực chất đã được đề cập vào năm 1692 bởi Edmund Halley, một nhà nghiên cứu về chiêm tinh và toán học từ Đại học Oxford. Người đã đưa ra ý tưởng rằng trái đất thực sự là một hành tinh rỗng. Trong những năm đầu thế kỷ 20, lý thuyết này thực sự nhận được sự quan tâm của các học giả từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Một nhóm các nhà khoa học Nga đã phát hiện ra rằng Bắc Cực từ tính không được biểu thị bằng một điểm duy nhất, mà là một đường dài gần 1.500 km đi qua sông Địa Cực cho đến tận bán đảo Taimyr từ Siberia. Đã có các nhà thiên văn học, nhà toán học ủng hộ lý thuyết trái đất rỗng. Một trong số đó là bác sĩ Edmund Halley, nhà thiên văn hoàng gia Anh có công phát hiện ra sao chổi Halley. Ông cho rằng trái đất chúng ta đang sinh sống không phải có một lõi rắn bên trong, mà có rất nhiều lớp không gian rỗng xen kẽ không gian đặc rắn tạo thành. Edmund Halley tin rằng cực quang chính là khí thoát ra từ các không gian rỗng bên trong trái đất. Điều này có nghĩa là sẽ có những lỗi đi dẫn vào Agatha ở Bắc và Nam Cực. Thú vị hơn là ngay cả chính nhà bác học lỗi lạc Newton cũng tin vào giả thuyết này. Lúc ban đầu, rõ ràng lý thuyết này chẳng nhận được sự ủng hộ từ những nhà khoa học. Họ cho rằng điều này thật điên rồ làm sao. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đã dần khởi sắc từ thế kỷ 18. Đây là người đàn ông đã đưa ra lý thuyết lỗ Sims khét tiếng, John Sims. Ông cho rằng trái đất rỗng và chúng ta hoàn toàn có thể sinh sống bên trong nó, chứ chẳng riêng gì trên bề mặt như cách mà con người đang làm. Có lẽ câu chuyện thám hiểm trong lòng đất của Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ Richard Everly Burt là bằng chứng rõ ràng nhất của lý thuyết trái đất rỗng được nhiều nhà khoa học ủng hộ. Đó là cuộc thám hiểm tới lòng trái đất,
tưởng chừng như chỉ có trong chuyện cổ tích diễn ra vào tháng 2 năm 1947. Cựu đô đốc hải quân Hoa Kỳ Richard Evelyn Byrd đã dẫn đầu một đoàn thám hiểm tiến vào trong lòng trái đất thông qua một đường dẫn ở Bắc Cực. Càng vào sâu bên trong, cảnh tượng lại càng làm cho Byrd choáng ngợp. Ngày 24 tháng 12 năm 1965, cuốn nhật ký của ông về chuyến thám hiểm thế giới dưới lòng đất được công bố. Ông đã ghi chép lại trong cuốn nhật ký của mình rằng: "Trước mặt tôi là các thung lũng phủ đầy cây cối xanh tươi rậm rạp. Trong lòng thung lũng còn có các khe suối nhỏ với dòng nước róc rách chảy qua. Không chỉ thế, nơi này còn xuất hiện số lượng lớn các loài động vật và thực vật đã bị tuyệt chủng. Bert nhìn thấy những sinh vật đã tuyệt chủng cách đây rất lâu trên trái đất như khủng long và voi ma mút. Trên chân hang động, cứ như một bầu trời với những vật thể bay có khả năng trôi nổi trên không một cách rất kỳ lạ. Những phi thuyền phát sáng hình đĩa bay đang lơ lửng phía trên, cùng những biểu tượng ký hiệu lạ in trên thân phi thuyền. Nơi đây trông giống như một căn cứ quân sự rộng lớn làm ông choáng ngợp." Ông viết trong cuốn nhật ký của mình: "Đây là một vùng đất ở Bắc Cực. Đó là một căn cứ khổng lồ và vô cùng bí ẩn. Điều đáng kinh ngạc hơn, khi đoàn thám hiểm của ông tiến vào vùng đất này, đột nhiên đài radio của tướng Byrd phát ra một giọng nói khàn khàn, mang khẩu âm pha chút giọng Bắc Âu hay giọng Đức: "Chào mừng đô đốc đã đến vùng đất của chúng tôi. Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra?" Hàng loạt câu hỏi liên tục được đặt ra trong đầu người phi công dày dặn kinh nghiệm. Những câu chuyện kỳ lạ vẫn chưa kết thúc ở đó. Cũng như câu chuyện mà Tim đã kể trước đó, Byrd được người đàn ông tóc vàng cao lớn dẫn đến sâu trong lòng đất, gặp chủ nhân của nơi đó. Những người này nói với ông rằng đây là thế giới dưới lòng trái đất với tên gọi Arian. Họ có trình độ công nghệ vô cùng cao, vượt rất xa con người trên mặt đất. Họ vẫn không định tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng từ khi Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố ở Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai, họ đã nhận ra thứ vũ khí con người đang nắm giữ rất có thể sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới mặt đất, đồng thời gây ảnh hưởng đến thế giới trong lòng đất của họ. Họ bèn điều các máy bay đến lãnh thổ của những cường quốc sở hữu loại vũ khí hủy diệt này để truyền thông điệp, nhưng không đạt được phản hồi tích cực. Những máy bay này đã bị máy bay chiến đấu của con người công kích. Kết thúc chuyến thám hiểm và trở về, Byrd đã có một cuộc gặp với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Tất cả thông tin về cuộc họp đã được ghi lại chi tiết và một báo cáo đã được trình lên Tổng thống đương nhiệm Truman. Ông cũng được các cơ quan liên quan yêu cầu phải giữ kín bí mật. Cho tới nay, có rất nhiều ý kiến phản bác lại những gì được ghi chép trong cuốn nhật ký của Byrd. Những nhà khoa học cho rằng cấu trúc rỗng hoàn toàn bên trong lòng trái đất không chính xác về mặt năng lượng học. Vật chất thông thường không thể chống đỡ những vật có khối lượng khổng lồ như trái đất trước lực hấp dẫn. Nếu thực sự có người hoặc thế giới trong lòng đất, thì những sinh vật ở đây chịu lực hấp dẫn ít hơn so với bề mặt ngoài trái đất, và họ sẽ gần như sống trong môi trường không trọng lực. Và nếu trái đất rỗng, thì khối lượng của nó sẽ rất nhỏ, chứ không thể có khối lượng như bây giờ được. Nếu những ghi chép trong nhật ký của Byrd là thật, thì trải nghiệm khám phá bí ẩn của trái đất thực sự thú vị. Cho đến ngày nay, không ai có thể xác định được rằng những gì được viết trong cuốn nhật ký của Byrd có phải là thật hay không, vì đa số thông tin đã được Bộ Quốc phòng Mỹ bảo mật rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, nếu dựa theo những gì được ghi trong cuốn nhật ký đó là thật, thì chắc chắn đó sẽ là một cuộc thám hiểm đầy ly kỳ, kích thích sự ham muốn khám phá những bí ẩn về thế giới trong lòng trái đất. Những năm 20 của thế kỷ 20, các nhà vật lý học địa cầu đã quan trắc sóng địa chấn và có một phát hiện bất ngờ rằng trong lõi trái đất có hai vùng to lớn như lục địa. Một cái ở dưới Thái Bình Dương, cái còn lại dưới lục địa châu Phi. Chúng nằm cách bề mặt trái đất khoảng hơn 2.900 km, là nơi giao giới của lõi trái đất và lớp phủ mantle. Hai lục địa này chiếm khoảng 1/3 diện tích khu vực nằm giao giữa lõi trái đất và lớp phủ. Phát hiện này đã khiến họ vô cùng kinh ngạc. Các nhà khoa học đã nhanh chóng dùng máy tính để mô phỏng lại. Theo các giả thuyết mô phỏng, với độ dày trung bình khoảng 40 km, đây là lớp vỏ trái đất, tiến sâu hơn nữa là lớp phủ. Áp lực ở đây trở nên rất lớn. Một phần nhỏ vật chất ở lớp phủ mantle là magma tồn tại ở dạng chất lỏng. Phần lớn vẫn là nham thạch tồn tại ở dạng cứng. Độ dày của lớp phủ manti là khoảng 2.900 km. Tiến vào trong nữa là lõi ngoài của trái đất ở dạng lỏng. Thành phần chủ yếu là hợp kim sắt nickel ở nhiệt độ cao, có độ dày khoảng 2.200 km.
sâu trong cùng là phần lõi trong, có độ dày khoảng 1.380 km. Vị trí hai lục địa chìm mà chúng ta đang nhắc đến là khoảng 1.000 km tính từ lớp phủ manti hướng vào trong, chiếm khoảng 8% thể tích của lớp phủ manti. Các nhà khoa học không biết nên giải thích ra sao về hiện tượng này, bởi vì hiện tại nhân loại vẫn chưa có cách nào để trực tiếp quan sát cấu tạo bên trong địa cầu. Trên lục địa, thiết bị thăm dò của con người mới chỉ khoan được sâu nhất là 12-13 km. Trong đại dương sâu thẳm, nơi có tầng vỏ trái đất mỏng nhất là khoảng 5-10 km. Tàu khoan của Nhật Bản có tên là Chikyu cũng mới chỉ khoan đến nơi có độ sâu 7,7 km ở dưới lòng đại dương. Đây là kỷ lục khoan sâu nhất xuống đáy đại dương trên thế giới. Vậy nên, hiện tại nhân loại muốn hiểu được phía trong của trái đất thì phương thức chủ yếu là quan trắc sóng địa chấn, sau đó sử dụng vật chất ở tầng bề mặt trái đất để mô phỏng theo. Tiếp đến là suy đoán xem ở phía bên trong của quả địa cầu có thể có cấu tạo thế nào. Ví dụ như mật độ của nham thạch, thành phần hóa học, nhiệt độ, mật độ chất lỏng như thế nào. Nhưng các nhà khoa học cũng biết nhược điểm của những thứ mô phỏng này, đó là nó chỉ có thể là một phần rất nhỏ trong rất nhiều khả năng khác nhau. Thực tế có thể rất khác xa so với những gì mà chúng ta biết được thông qua mô phỏng. Vậy chúng ta nên giải thích thế nào về thứ giống như lục địa nằm ở phía bên trong của trái đất? Cách giải thích đơn giản nhất chính là nó là một phần của siêu lục địa Pangea. Sau khi siêu lục địa Pangea bị phân thành nhiều khối, một phần của nó thông qua giải hút chìm tiến nhập vào lớp phủ manti, cuối cùng lưu lại ở đó. Nhưng nếu dùng siêu lục địa Pangea để giải thích về hai khối lục địa ẩn giấu bên trong địa cầu, thì vẫn còn một lỗ hổng không thể giải thích. Đó là giả thuyết trên cho rằng siêu lục địa Pangea được hình thành vào thời điểm cách đây 300 triệu năm. Vậy thì hai khối lục địa trong trái đất cũng không thể vượt quá 300 triệu tuổi. Nhưng nghiên cứu thực tế phát hiện lại không phải vậy. Các nhà khoa học Harriet Lau và Paula Kohlemeyer đã phát hiện ra rằng một số vật chất phun trào ra từ núi lửa dưới đáy biển lại đến từ hai khối lục địa nằm bên trong địa cầu. Hơn nữa, những vật chất này lại vô cùng cổ xưa. Chúng là sản vật của thời kỳ sau khi địa cầu hình thành từ 50 triệu đến 100 triệu năm tuổi. Điều đó có nghĩa là chúng đã có tuổi đời gần 4,5 tỷ năm. 4,5 tỷ so với 300 triệu năm. Con số này chứng minh rằng hai khối lục địa ẩn mình kia cổ xưa hơn rất nhiều so với siêu lục địa Pangea. Phát hiện này đã trực tiếp phủ định giả thuyết hai lục địa này tách ra từ siêu lục địa Pangea. Nếu như không thể giải thích nguồn gốc của hai lục địa trên thông qua giả thuyết siêu lục địa Pangea, vậy chúng ta cần nghĩ theo chiều hướng khác. Các nhà khoa học vò đầu bứt tai và lại đưa ra một giả thuyết rằng hai lục địa đó là tàn tích lưu lại của hành tinh viễn cổ, là thi thể nằm bên trong trái đất của một hành tinh cổ đại. Điều này càng khiến Agatha trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. Khi tưởng chừng mọi nơi đã rơi vào ngõ cụt, thì những bằng chứng sau đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên. Chắc chắn bạn biết người này. Adolf Hitler, một kẻ độc tài khét tiếng, một kẻ tàn nhẫn và đầy toan tính như hắn ta, chắc chắn sẽ không tin vào những điều sáo rỗng không có thật. Hitler tin vào lý thuyết trái đất rỗng. Trong quá khứ, Đức Quốc xã thậm chí đã có một số khám phá nhất định về lĩnh vực này. Vào năm 1938, Đức đã thực hiện một chuyến thám hiểm tới Nam Cực. Một tấm bản đồ ở Nam Cực của Đức Quốc xã gần đây đã được công bố. Nó một lần nữa gợi lên những câu hỏi về thuyết trái đất rỗng và những dạng sống chưa từng được phát hiện. Năm 1943, Đô đốc Hải quân Đức Quốc xã Karl Dönitz nói rằng hạm đội tàu ngầm Đức đã xây dựng cho ngài quốc trưởng một pháo đài bất khả xâm phạm ở nơi tận cùng của thế giới, tại khu vực Queen Mars Land, Nam Cực. Sau này được đổi tên thành Norsk và Benland. Tấm bản đồ bí ẩn về nơi này được tìm thấy trong một tàu ngầm U-boat của Đức Quốc xã. Có vẻ như chiếc tàu ngầm đã được dùng để khám phá đến những vùng đất bí ẩn xa xăm. Tất cả đều nói lên rằng trái đất là một quả cầu rỗng. Tuy nhiên, tại sao Đức Quốc xã lại giữ kín bí mật này trong một thời gian dài như vậy? Tấm bản đồ thậm chí đã mô tả phần chính của lục địa có tên là Liberia. Đại dương chính ở đây có tên là Vakarian. Phần dưới của bản đồ mô tả thành phố Shambhala. Thành phố này trùng khớp với lời kể của các nhà sư Tây Tạng. Trong nhiều năm họ cũng tin rằng Shambhala là một thành phố nằm dưới bề mặt hành tinh chúng ta. Tấm bản đồ đã cho thấy vị trí thực sự của thành phố huyền thoại này. Nhiều người cho rằng
tất cả những điều này chỉ là một kế hoạch tuyên truyền cho chiến tranh của Đức Quốc xã. Hoặc cũng có thể Hitler muốn giữ bí mật để sử dụng nó cho các nhu cầu quân sự. Hãy thử nghĩ xem, nếu tạo ra được một lối đi an toàn bên dưới lòng đất, họ sẽ có thể tung ra những đòn bất ngờ trên lãnh địa của đối phương. Trong bức thư của một thuyền viên trên tàu ngầm U-209 đã nói rằng, con tàu do thuyền trưởng Henrik Brota chỉ huy đã đến thế giới ngầm Agatha và họ sẽ không quay trở lại. Kính gửi người đồng đội cũ, thông điệp này sẽ làm anh ngạc nhiên. U-Boat 209 đã làm được. Trái đất là rỗng. Đúng như lời tiến sĩ Haushofer và Hess nói. Thêm vào đó, những thành viên trong đoàn cũng đã khẳng định việc họ tìm thấy một mạng lưới đường hầm rộng lớn dẫn tới Agatha. Đến nay, cái chết của Hitler có lẽ vẫn là một bí ẩn, bởi thi thể của hắn cùng vợ đã cháy đen đến mức vô cùng khó nhận dạng. Chẳng lẽ hắn ta không hề tự sát như những gì chúng ta vẫn hay nghe, mà đã trốn vào lãnh địa của mình ở Agatha hay sao? Hitler và Đức Quốc xã thực sự đã xây một căn cứ ở Nam Cực với hy vọng hồi sinh đế chế của mình trong tương lai ư? Những điều này thật khó tin, nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Bắc Cực lạnh giá không chỉ giành được sự quan tâm của Đức, mà còn của cả những cường quốc như Anh và Mỹ. Năm 1947, Đô đốc Richard Ebert đã chỉ huy 4.000 lính Mỹ, Anh và Australia thực hiện một cuộc viễn chinh đến Nam Cực trong một sứ mệnh có tên Chiến dịch Hightrum. Mục tiêu của chiến dịch Hightrum là phải xác định vị trí của một căn cứ ngầm rất rộng lớn nằm sâu dưới lòng đất do người Đức xây dựng vào giai đoạn trước, trong và ngay sau khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Năm 1949, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Forrestal bị cho là mắc bệnh tâm thần và được gửi đến Bệnh viện Hải quân Bethesda. Tại đây, ông đã nói với các nhân viên y tế về chiến dịch Hightrum. Đó là những câu chuyện về UFO, Atlantis và một thành phố dưới lòng đất của Đức Quốc xã. Ông từ chối gặp người thân bao gồm cả vợ mình. Ngay sau đó, ông đột nhiên rơi xuống từ cửa sổ bệnh viện và qua đời. Báo cáo chính thức từ bệnh viện nói rằng ông đã tự tử. Tuy nhiên, có rất nhiều tin đồn cho rằng James Forrestal đã bị các điệp viên chính phủ sát hại để bảo vệ các bí mật bị phát hiện ra ở Nam Cực hoang vu trong chiến dịch Hightrum. Toàn bộ sự thật chưa bao giờ được đưa ra ánh sáng, nhưng có rất nhiều quân nhân Mỹ đã mất mạng trong chiến dịch này. Một hoạt động lập bản đồ sao lại có thể kém an toàn đến vậy? Ngoài ra, nhiều chiếc máy bay đã bị rơi trong quá trình hoạt động, bao gồm cả chiếc Josh 1. Theo các tài liệu của Hải quân Mỹ, thì nó đã bị thổi bay một cách bí ẩn trong chuyến đi đầu tiên ở Nam Cực. Theo một số nguồn tin khác, Nam Cực là lối vào quốc gia của những người Aryan, chủng người da trắng thượng đẳng mà Hitler cả một đời theo đuổi. Quốc gia đó có thể chính là Agatha. Tuy nhiên, Nam Cực hay Bắc Cực không phải là những lối đi duy nhất kết nối con người hiện đại với Agatha. Biết đâu đó lại có một lối vào ở ngay gần bạn thì sao? Đây không phải là điều phi lý mà hoàn toàn có khả năng xảy ra. Hệ thống bạn đang nhìn thấy chính là mạng lưới năng lượng đan xen đang tồn tại trên hành tinh mà chúng ta đang sống. Những đường này được cho là có ảnh hưởng đến mọi thứ, từ vị trí tượng đài cổ xưa đến mô hình di cư của động vật. Ý tưởng về lưới hành tinh có từ thời Hy Lạp cổ đại. Những người cổ đại tin vào khái niệm Omphalos, những điểm trung tâm của trái đất. Những điểm đó sẽ được kết nối với nhau bằng những đường thẳng có chủ ý mà chúng ta thường gọi là đường lây. Những đường này sẽ mở ra cho chúng ta những lối vào Agatha hoàn toàn khác với Nam Cực hay Bắc Cực. Tất cả những bằng chứng về một nền văn minh bí ẩn nằm sâu trong lòng trái đất cứ thế ẩn hiện trong dòng chảy của thời gian. Vậy rốt cuộc thì thuyết trái đất rỗng và thuyết trái đất đặc, cái nào là chính xác? Hiện nay muốn trả lời câu hỏi này một cách chính xác có lẽ là điều nằm ngoài khả năng của con người. Theo kiến thức thông thường, kết cấu của vật chất ở trạng thái tự nhiên là không đều. Ví như trong quá trình luyện thép, một số bong bóng nhỏ li ti sẽ tự hình thành trong thép nóng chảy và cần phải thông qua công nghệ chuyên dụng để loại bỏ những bong bóng này. Vậy thì trong quá trình trái đất hình thành, liệu có tự hình thành nên những thứ có hình dạng giống bong bóng hay không? Nếu như nói trái đất có kích thước bằng một quả táo, vậy thì kích thước của con người còn chẳng bằng một con virus. Đứng từ góc độ của một con virus mà muốn hiểu được toàn bộ phần lõi của quả táo thì quả là điều không tưởng. Liệu lục địa ẩn mình trong trái đất mà các nhà khoa học phát hiện ra có phải là thế giới Agatha trong truyền thuyết hay không? Kỹ thuật của nhân loại phải có sự phát triển vượt bậc hơn nữa thì mới có thể trả lời câu hỏi trên một cách xác đáng.
Đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Thay mặt ekip, Việt Cường xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình khám phá tiếp theo của kênh Vũ Trụ Nguyên Thủy. Chúc các bạn có một ngày tốt lành bên gia đình.